Xin chào tất cả mọi người, trước mắt các bạn là đảo Hòn Mun. Khi các bạn đi du lịch tour 3 đảo, 4 đảo hay là tự túc đến đây, có một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị mà không tốn nhiều tiền, mình nghĩ là các bạn nên thử. 50.000 một người ngồi thuyền đầy thùng, ngắm cá, ngắm biển, ngắm san hô. Mọi người đến đảo Hòn Mun tham gia có tour lặn biển 500k. Một người được một thợ lặn kèm. Tàu đáy kính 100k, đợi hơi lâu. Và có các bác đây gọi là thuyền thúng à? Thuyền thúng cũng đáy kính. Đấy. Đây. Thuyền thúng đáy kính, nước rất là trong. Nhìn thấy có cá kìa. Đấy, mình đang đi ra xa xa dần, đây mới cách bờ khoảng 10 mét thôi ra. 4-5-10 mét gì vẫn ở trong vòng cái phao kia. Đấy. Thúng đáy kính vịnh Nha Trang. Mình là công ty hả chú? Vâng ạ. Nước trong nhở, thích nhở. Đấy mọi người, nếu mà không đi thì có thể ra bơi luôn. Tại vì mình có 3 điểm. Điểm thứ 3 vẫn bơi được, cho nên là đến lúc đấy bơi luôn. Bây giờ hơi nắng. Đấy. Ui, cá kia. Xin mời các bạn ngắm san hô, cá. Ui ui. Những con nhỏ nhiều nhở, đây này. Có nhìn có nhìn rõ không nhỉ? Trời hơi nắng. Ý, cá kìa, ôi. Nhiều cá phết nhở, ôi ôi. Đây này, nhiều phết đấy. Nước trong thì nhìn được. Đây này, ấy. Rất nhiều cá và san hô. Đoạn này chắc là vẫn ở gần bờ nên san hô chưa đẹp lắm đúng không ạ? Yeah. Ra ngoài xa mới đẹp hơn đúng không? Không, cái vùng nói san hô này mình đây xưa lắm không? Đây này, có một cái là ném mẩu bánh mì xuống, cá lên ăn rất nhiều. Ôi, hay quá. Ôi, nhiều vãi trưởng luôn mà toàn cá đẹp thôi. Đừng ném xa, ném gần thôi. Đấy, đây này. Ôi, hay quá luôn. Từ để chơi theo kiểu. Nó đớp đi đâu mất rồi. Chơi theo kiểu, đây, sờ được cá. Ôi, cá đớp vào tay. Đây này, ôi sờ được cá luôn. Ôi thích. Đúng. Một trải nghiệm rất hay là đi cái thuyền thúng này, mình mới có thể ném bánh mì xuống cho cá lên đớp như này được này. Đây này, mèo có cầm không? Cầm gì? Cầm bánh mì không? Đó. Đấy, ôi thôi, nó tan nhanh quá. Cầm dơ đấy, cá lên, ôi lên này. Nhiều quá. Này còn thích hơn tàu đáy kính, đáy kính thì chỉ ấy thôi. Không sờ cá được. Đây này, em chỉ rồi. Thò tay xuống đây, nó tưởng bánh mì, nó còn đớp luôn cả tay. Nó đi xa hơn đúng không ạ? Vâng. Ôi xồi ôi. Đây. Hay quá, đùa. Chưa đi cái biển nào mà nó lại hay như thế này mà lại rất đáng trải nghiệm. Ôi trời ơi. Vâng, đảo Hòn Mun nước cực kỳ trong. Đi mấy cái điểm ở miền Bắc nước nó hơi đục. Hạ Long nước trong không mẹ? Hạ Long nước cũng vừa, nhưng mà làm gì có cái ném cá cho cá ăn như này nhỉ? Biển rất nhiều cá. Ôi nãy mình chỉ nhìn thấy vài con ở dưới này thôi đã thích rồi. Ôi giời. Ôi ấy, cá đau vào tay. Ôi. Xem bắt được con nào không nhá. Ôi giời. Dập dành. Ôi sợ phải rồi. Bắt được. Này, lên đây ăn đi, đây là câu cá bằng tay nhá. Nó bay về đằng đấy hết rồi à.
bánh mì này, bánh mì này. Bánh mì đây. Bánh mì đây. Ui nhiều quá, có những con xanh đỏ đẹp thật. À nó nhìn thấy tay nó ghê. Quá đẹp luôn. Những con nhỏ nhỏ nhỉ, xanh đỏ tím vàng đủ kiểu. Ơ ừ, sao được mà. Ủa, mấy con to to kia nó đớp đớp ác. Đẹp nhờ. Như kiểu là nuôi trong bể ấy. Nước thì trong vắt. Bơi ở đây cũng thích đấy nhờ. Nước trong như này mà. Ui bốn bể hình như là nó quen ăn cái thuyền thúng này. Cho nên là nó thấy là nó đi theo. Vâng, đấy. Tức là nó cứ đi theo như này, nó biết là sẽ có ăn. Vâng. Hay quá. Ui bên này, ui bên này đằng sau này không ném mà nhiều cực luôn. Ui nó bơi theo này. Đây. Bên này nước trong. Nước trong đến nỗi mà có con cá nào hay không nó biết ngay. Ý, cả một đàn đi theo đằng sau kìa. Ý, chuẩn bị đây. Nó đang cản theo đây. Bỏ tí một thôi. Đấy, thỉnh thoảng ném tí một là nó lao theo. Ôi. Ném gần thúng rồi, ném gần thúng rồi. Đấy. Ôi. Đến đây đi cái thúng này hay hơn cả tàu đáy kính luôn. Còn hay hơn cả đi lặn luôn. Đi lặn thì nhờ có nhiều cá như này không hả chú? Chắc cũng có đấy nếu mà mang mồi theo. Cứ mang mồi theo là có đấy. Ôi nó đang đi theo này. Cả một đàn luôn. Ném đi liên tục mỗi ít bé bé thôi để cho nó lao nhiều đấy, ném đi. Cầu ném liên tục. Ôi. Cả một đàn. Phê. Đây là quang cảnh toàn bộ đảo Hòn Mun. À đảo Hòn Mun là bên này. Bên bốn bên là đảo rồi. Bên kia là to to là đảo Hòn Tre luôn đó chú nhỉ. Đấy là mặt sau của Vinpearl đâu ở mặt trước đằng kia. Trung Quốc. Đảo rất nhiều du khách Trung Quốc. Nga. Khó về. Bắt đây. Cho xin ít. Này. Đây là chỉ sợ đó. Nhiều cá quá. Dạ ra đây là đáy xanh xanh rồi. Cứ ném ở đây cứ ném là cá đi theo trong vòng tích tắc. Nước trong chắc là cá nó nhìn được cái món này từ xa luôn. Ý. Như bơi trong bể luôn. Liên tục ném đi để nó ui dồi, lao hẳn lên mặt nước này. Tranh cướp ghê. Quá đẹp luôn. Mấy con cá vằn vằn sọc vàng vàng xanh xanh. Cứ thấy bóng dáng thuyền thúng là đi theo. Đi. Dỉa mỗi con miếng, mỗi con miếng. Hay quá. Đây. Mời các bạn ngắm toàn cảnh. Nước ở đây là màu xanh ngọc luôn. Không phải là xanh trong xanh kiểu xanh nước biển, xanh ngọc luôn, nhìn đáy luôn. Mát cực kỳ luôn. Thích đấy. Xa bên kia là hướng thành phố. Đi ra đây bằng cano cũng thích hơn đi tàu. Bởi vì cano phóng tốc độ cao, cảm giác như kiểu chơi cảm giác mạnh ấy, nó cứ phi gọi là bay khỏi mặt nước xong lại rơi xuống lại bay khỏi mặt nước này. Thích. Quá hay.
À, chuẩn bị kết thúc tour thuyền thúng. Để này ạ. Đây đoạn này bắt đầu san hô đẹp này. Đoạn nào san hô là đẹp? Đẹp hơn. Ấy. À, san hô và cá. Đẹp nhờ. Đẹp này đúng không? Nên bảo tồn. Để còn có cái mà ngắm. Ấy, có mấy con cá cái màu xanh gì lạ cực kỳ luôn, nhỏ nhỏ thôi. Ở đây đáy biển à, ủi có con tôm ấy. Đáy biển nó hơi kiểu nhiều san hô nó lởm chởm nhỉ. Có cả lốp xe. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Và đừng quên đăng ký kênh của mình.